Hello, em xin chào các bác nhá. Chào bác lại đến với kênh âm thanh Hùng JBL Chí Linh. Và ngày hôm nay thì em làm video nhanh để test hai chiếc đẩy Akai tiếp tục để gửi đi cho các bác khách hàng ở mọi miền Tổ quốc các bác nhá. Hàng này thì em vẫn còn, và trong thời điểm này thì các bác cũng ở nhà ngắm nghía và nghiên cứu rất là kỹ. Và trong lúc này các bác có những nhiều bác còn đang có điều kiện để chơi, và các bác rỗi, các bác dành các bác muốn nghe nhạc thì các bác cũng nghiên cứu và xem xét rất là kỹ. Cảm ơn các bác đã quan tâm ủng hộ kênh của em và những sản phẩm bên kênh của em. Các bác xem video thấy hay thì hãy like cho em một cái. Cảm ơn các bác rất là nhiều, và hãy bấm vào nút đăng ký kênh để khi mà các bác thấy những cái sản phẩm lên mà phù hợp thì các bác hãy tham khảo, thì hãy điện cho em, cũng như là các bác có thể nhắn tin qua Zalo, Facebook để các bác kết bạn với em, cũng như là liên hệ với em trực tiếp qua số điện thoại 0936019001. Em sẽ để ở màn hình phía bên đây các bác nhé. Đó, bên ngón tay em này sẽ có số điện thoại của em và trung tâm của em. Đây, em sẽ để ở đây. Và sản phẩm ngày hôm nay em test đó là hai chiếc Akai PC2500 với công suất 1000W một kênh ở 8 ohm các bác nhé. Con này thì không phải nói nhiều nữa rồi. Video làm rất là nhiều, các bác quan tâm thì các bác hãy vào kênh và xem lại những video. Ngày hôm nay thì em xin phép test chiếc đầu tiên cho anh Võ Của. Anh có địa chỉ tại xóm 3, thôn An Hội Nam, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi các bác nhé. Và đây là chiếc đẩy PC2500 1000W một kênh, trở kháng 8 ohm, sẽ chuẩn bị anh sẽ nhận được về tay mình. Mỗi một lần em gửi hàng cho các bác thì em sẽ quay cho các bác thấy cái sản phẩm của các bác, chứ còn em sẽ không làm review là test hay là giới thiệu sản phẩm gì nữa. Mà đây là video sẽ gửi tới các bác khách hàng những sản phẩm của các bác, và để các bác tham khảo cũng như là các bác nhìn, các bác ngắm khi mà các bác chuẩn bị nhận về tay mình những sản phẩm. Con chiếc này đang chạy các bác nhé. Đó, em đang chạy chiếc này đấy. Đó, với hai cái loa bát 40 từ 22-100 JBL kia các bác nhé. Đấy, và sử dụng đoạn nhạc trên Bluetooth. Các bác thân mến, các bác xem video các bác hay thắc mắc là sao em mở nó vẩy mạnh cái kim này thế mà các bác mở nó vẩy nó rất nhẹ. Thì như thế này các bác nhá, nếu như các bác sử dụng ở một kênh mà sử dụng một đôi loa, ví dụ như từ 22-100 như kia, thì các bác sẽ đưa nó về là nếu như một kênh một chiếc thì nó sẽ về trở kháng của 4 ohm, và 4 ohm thì các bác cùng loa công suất lớn thì các bác vặn cái kim này nó sẽ đánh ngay, nó sẽ nháy rất mạnh. Nhưng cái loa của các bác mà công suất nhỏ mà độ nhạy cao thì cái kim này nó sẽ không nháy được nhiều đâu. Bởi vì là những cái công suất khi các bác mở thật là lớn thì cái công suất này nó sẽ làm cho cái kim này nháy, và nháy dần dần theo những cái công suất các bác đưa ra từ nhạc. Thì các bác vặn lớn thì nó sẽ lớn lên các bác nhá, chứ không phải là cứ bật lên là nó tự nháy đâu các bác nhá. Không phải như thế. Và đây là chiếc em sẽ gửi đi thành phố Quảng Ngãi. Đó. Bác Của có trên mạng đang lang thang thì các bác thấy sản phẩm của mình thì các bác hãy nhìn và ngắm đi. Sau này bác nhận về tay mình những sản phẩm có đúng như thế này không các nhá. Và em sẽ gửi cho bác ngay ngày hôm nay. Cái này thì không phải giới thiệu nhiều nữa. Các bác có thể lên kênh và xem lại. Và bây giờ em xin phép tắt chiếc này đi. Em sẽ test chiếc bên cạnh. Và cũng là model đó, cũng sử dụng con vàng đó và cũng một đôi loa đó. Thì em sẽ bật cái này lên, và chiếc này thì sẽ sử dụng vẫn là một cấu hình như thế. Và chiếc này thì em sẽ gửi đi Hà Nội các bác nhá. Đây có chú em đang đi ngoài đường thấy vào em test cho các bác khách, thì các bác chú em vào nghe một chút. Đây là sẽ là chiếc cho anh Khải, anh ở thôn 1, xóm Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội. Ở đây sản phẩm của anh các bác nhé. Đấy, em cũng đã sẽ test cho các bác xem. Đấy, các bác thấy không, khi mà em vặn lên thì cái kim nó sẽ nháy này này. Đó, bên này cũng thế này. Còn cỡ loa 30 côn 76 thì cái kim này nháy không đáng kể đâu các bác.
bác thân mến, thiết bị em đang sử dụng ở đây chỉ là một chiếc văng cơ thôi các bác nhé, không có cái thiết bị gì khác đâu. Mà em đang quay trực tiếp thì đây là chiếc đẩy dành cho anh Khải và bác Của, thì hai bác có hai chiếc giống nhau các bác nhé. Đấy, em đặt bên tay trái là của anh trai ở thành phố Quảng Ngãi. Và đây là chiếc của anh Khải ở Hà Nội. Hai bác có thể tham khảo cũng như là nhìn xem chiếc nào của mình. Em nghĩ rằng chắc bác cũng không các bác về cũng không thể phân biệt được chiếc nào của mình đâu, bởi vì tất cả những chiếc này nó đều giống nhau hết, nó cùng một model, cùng một loại máy mà các bác. Nói về đẹp thì cũng không có gì để tả nữa, nó chỉ thiếu mỗi thùng xốp thôi. Còn nếu mà khỏe thì các bác cứ chơi thoải mái đi, chắc em nghĩ rằng hai cặp 40 từ 22 cùng 100 như thế này, các bác quật con này thì cứ lòi rốn ra, không phải nghĩ ngợi gì. Cho nên cái mức tiền khoảng tầm trên 7 triệu thì các bác không phải nghĩ ngợi gì. Các khi các bác kiếm những cái con đẩy như thế này mà hình thức đẹp như thế này, máy còn mới như thế này, với công suất cao như thế này, thì em nghĩ rằng chắc 7 triệu thì các bác cũng không có gì phải ái ngại và ân hận khi mà sở hữu của nó về để chơi cho gia đình của mình thôi nhá. Về độ đẹp thì khỏi phải nghĩ rồi, em nghĩ chắc là cũng khó có dòng đẩy nào trên thị trường hiện tại mà có cái thiết kế đẹp như chiếc đẩy này. Bản thân em nhìn em cũng rất là phê, cho nên là em cũng dám cắm sổ bìa đỏ vào em ôm cả mớ ngay các bác nhé. Đấy. Bởi vì các bác cứ yên tâm rằng là nó chơi vừa hay mà bày vừa đẹp, với cái mức tiền của chúng ta đầu tư ra nó không quá cao các bác nhé. Cũng rất là hiếm, là ít, em khả năng nghĩ rằng cũng không gặp lại được cái lô đẩy như này nữa. Để nếu như các bác mà sau này còn muốn mua thì chắc em nghĩ rằng cũng không còn nữa. Vâng, video làm review hai chiếc đẩy gửi tới hai bác khách hàng thì em xin dừng ở đây và xin chào tạm biệt các bác. Các bác vui lòng hãy bấm vào đăng ký kênh và hãy bật thông báo lên. Khi mà các bác nhận được những video của em đăng lên những cái hình ảnh của những cái chiếc cục đẩy như này thì các bác có thể là tìm thấy và mua ngay. Thưa các bác, đây thì cũng có một số cái lọc. Đấy, lọc này lọc của Hàn Quốc xịn các bác nhé. Made in Korea xịn, con này thì 4 kênh với cái dòng khủng long bọ chúa này. Dùng cho các bác nào mà có 2-3 bộ dàn thì một lúc. Con này thì nó đẹp xuất sắc, thiếu hộp xốp. Các bạn nào có nhu cầu thì alo, em sẽ gửi clip cho xem. Vâng, xin tạm dừng video ở đây. Xin chào tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Vâng, thân ái chào tạm biệt các bác.